Xin chào cô các bạn, em là Xuân Hưng, em lớp năm nay lớp 12. Em xin trình bày bài thuyết trình của em. Đây là bài chatbot của em đã làm. Nice to meet you again. Khi vào thì nó sẽ tự động chào mình. Hello. Đây là khi mà em có thể đấy cho nó có thể Hi. chào mình nhiều cách khác nhau. I'm fine, thank you. And you? Perfect. Ngoài ra thì em còn cài nó để hát được. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Won't you sing along with me? Mình có thể hỏi về thời Now is gian 1920. và hôm nay là thứ mấy. Day is Friday. Khi mà em nói chuyện nó xong thì được lưu lại lịch sử trong này. Bài thuyết trình của em đến đây kết thúc ạ. Cảm ơn cô các bạn đã nghe. Nó lót được bấy nhiêu cái rồi mà UTF-8 rồi. Có chỗ nào con dùng tiếng Việt à? Chỗ nào dùng tiếng Việt không? Vâng. Mà nó nếu mà mình dùng tiếng Việt thì mình sẽ phải khai báo ở chỗ mà mình mở tệp ấy, mình phải cho phép nó cái chế độ là UTF-8. Nhưng mà đây có thể tiếng Anh hết này. Không có tiếng Việt. Các cái thứ này Không, thứ mình viết không dấu thì coi gì đó hiểu là tiếng Anh. Chỉ, trừ khi mình viết có dấu tiếng Việt thôi. Không, 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 không cần đấy là gì. Không có tiếng Việt. Cái chat này người ta gọi là chatbot thôi này, chứ không phải bốc đâu. đâu, em ấy có Cố tiếng thể Việt. được lại không? Ừ. Rồi, vậy cô có cái nhận xét về bài Xuân Hương như thế này. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì đúng là anh cả thì anh nói rất là gì ạ, rõ ràng, mạch lạc, tự tin. Nói rất là gì ạ, bình tĩnh. Ở đây thì cái về chương trình ấy, thứ hai là về chương trình thì cái bộ câu hỏi thực sự là cũng chưa đa dạng, có thể là cũng chưa đa dạng. Ở đây nhưng mà có một cái bạn Hưng đưa vào rất là nổi bật cho bài của mình, đó là cho gọi là máy cho con chatbot nó hát cái bảng chữ cái tiếng Anh. Ở đây thì mình dùng cái từ gọi là hát thôi, nhưng bản chất thì nó đọc cái chuỗi của mình, nó chuỗi này nó rất là dài thì nó đọc lâu thôi, và các chữ cái này thì nó cứ đọc theo gì ạ, tiếng Anh thôi đấy, bảng chữ cái tiếng Anh. Thì đấy là một cái điểm hay, điểm mới mà Xuân Hương có ý tưởng đưa vào. Thứ hai là phần hỏi về ngày giờ thì cũng ok rồi. Câu trả lời nó cũng khá là ngắn gọn, thứ xử lý được rồi. Về ở đây thì cũng giống như như bài của Quang Nghị thì các bạn đang bị giới hạn bởi cái bộ câu hỏi là nó chưa thật sự là quá phong phú. Có lẽ là cũng do chúng ta thật sự là vào năm học thì các bạn cũng còn rất nhiều vấn đề bài vở. Ví dụ như Xuân Hương lớp 12 thì tập trung vào việc gọi là cái năm học cuối cấp rất là vốn quan trọng, bài vở rất nhiều thì cũng thông cảm cái vấn đề này. Thì các bạn hình dung là chúng ta xây dựng được con chatbot như thế này rồi thì cái việc mà chúng ta bổ sung bộ câu hỏi vào bây giờ nó không khó nữa, vì mình đã có một con mô hình nó rồi. Thì các bạn đưa dữ liệu trên mạng, các bạn có thể search những cái if and if else này vô cùng nhiều luôn, mình có thể không cần gõ
mình ví dụ mình gọi là mình bí câu hỏi ấy. Mình đã lên Google mình search, mình lấy được những cái bộ câu hỏi này, đặc biệt các bạn học tiếng Anh những cái bộ mà gọi là hội thoại ngắn là nhiều vô kể, đúng không? Chúng ta đưa vào xây dựng được. Quan trọng nhất là mình đã xây dựng được mô hình chatbot rồi. Còn việc bộ câu hỏi thì nó là cái mặt hạn chế về mặt thời gian thôi. Chúng ta phải có thời gian thì chúng ta mới đưa được nhiều bộ dữ liệu vào. Thế còn những cái vấn đề mà các bạn xử lý được, ví dụ như Xuân Hương thì cô thấy là cũng đã xử lý được cái vấn đề là khi mà người dùng đặt câu hỏi là từ khóa in hoa in thường thì bạn đều xử lý được hết. Bởi vì bạn đã sử dụng cái hàm lower ở đây chuyển toàn bộ câu hỏi về dạng chữ in thường rồi, thì người dùng có gõ in hoa in thường thì cũng vậy thôi. Thì máy đều hiểu cái câu hỏi đấy hết được. Chứ không là bị chứ không 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 phải là nó có phân biệt. Nếu chúng ta không xử lý được chỗ đấy thì chúng ta sẽ có rất rất nhiều trường hợp ạ, mà máy nó sẽ bảo là nó không không hiểu. Được chưa ạ? Thế thì với cái mức độ mà ở cái dự án này yêu cầu thì các bạn có ít nhất tối thiểu 10 bộ câu hỏi cộng với lại các chức năng mình đều chạy được hoàn chỉnh rồi. File lịch sử, hộp lịch sử chat các bạn cũng đã xử lý lưu được rồi. Thế thì những cái tiêu chí này thì chúng ta đều đã đạt yêu cầu. Và bạn có xây dựng thêm được cái chức năng cũng giống như Nghị, các bạn đều đã xây dựng được cái chức năng là gì ạ? Khi bật ứng dụng lên một cái thì cái việc đầu tiên là ứng dụng nó chào chào người người ngồi trước đấy đã chào đấy, bật lên lời lời chào trên màn hình cửa sổ chat, đồng thời là máy cũng đọc cái câu chào đấy luôn. Thì tất cả các bạn có thể đều thấy xử lý được. Và ví dụ khi mình bấm cái nút clear all mình xóa thì nó luôn giữ lại cái lời chào đầu tiên, nó không xóa dòng đấy mà nó sẽ chỉ xóa cái phần hộp thoại mà chúng ta chat với máy thôi. Thì có thể là hai bạn đều xử lý được chỗ này rồi. Rồi cảm ơn Xuân Hương, phần trình bày của con khá là tốt.